Xã Phước Hội, huyện Đất Đỏ phối hợp với Trung tâm American Study thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu tại trường tiểu học Nguyễn Hùng Mạnh. Tại chương trình, học sinh nhà trường được giao lưu với các học viên trung tâm, tham gia nhiều trò chơi vận động. Dịp này, Trung tâm American Study đã trao tặng hai bộ máy vi tính để bàn trị giá 10 triệu đồng cho trường tiểu học Nguyễn Hùng Mạnh, trao 60 xuất quà cho học sinh tham gia chương trình.